Vinh nó đang khởi động các bạn ơi. Xin chào các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay trong tem của chúng tôi sẽ diễn ra một trận đấu bóng chuyền kèo hẹn giữa tôi và Vinh Tiền Lẻ. Solo key. Tôi sẽ key bằng đầu sang, còn Vinh sẽ key bằng tay sang. Key bằng tay sang. Rồi người thua cuộc sẽ mất một lồi lẩu nha các bạn nha. Bắt đầu. Nhận sân nào? Đến này. Mấy set? Đúng rồi, mấy set. Đấy, một set duy nhất 15 điểm thôi nhá các bạn nhá. Tưởng đánh 3 set chứ. 3 cái gì mà 3? Rồi. Rồi cho Vinh set trước luôn. Trận đấu bắt đầu các bạn nhá. Ui giời, đại ca ơi. 1-0. Rồi, quên rồi. Thua quá. 1 set kẻ nhanh quá anh ạ. 1 set rồi không thua nhờ. Ui ơi, sao đánh thế nhỉ. Rồi, 2-0. Giờ lâu ghi là thoát. 2-0 rồi các bạn ơi. Rồi. Rồi. 1-2 nữa vẫn nè. Phải thôi. Chứ này đánh 2 set cho nó quên tay. Thôi nói nhiều. 1-2. Vinh trước mấy điểm các bạn ạ? Bây giờ rồi? 64. 64 hả? Nhưng với ai? Nhưng các bạn, anh còn thua đi. Anh còn ơi. Anh còn ui ui giúp rồi. 56 nha các bạn nha. Ui ôi, 6 đào quá. Đây rồi. Đi rồi. 6 đào nhá các bạn nhá. Cần ghê. Ui ôi. Ngoài cái đấy cho anh à. Ui ôi. 76. Đẹp quá. 76 đó. Wow. Yes. 86. Vinh, Vinh đánh tay vẫn thua các bạn ạ. 86. Hai.
78 ư? Đâu vậy 78 quên. Đều ui. Đều lại. 97 các bạn nhá. Có gì có đường đấy mình chạy đường nó đọt lưới. Ngoài, ngoài. Ngoài. Ôi. 07. 07 các bạn ơi, cách biệt với Vinh 3 điểm không? Ngoài. Ngoài. 1-7 các bạn ơi. Ê. Quả này cũng nhẹ này. Nhẹ. 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 Ngoài. Trong. Ngoài. Trong. Tám ra rồi. Mép ở dưới kia lên rồi. 81. Phải như thế rồi. Vinh gian Vinh lên tận điệu rồi. Vinh lên tận điệu gì? Rồi 81 rồi. Được. 91 các bạn ơi. Lấy cái thẳng cho anh. Trâu này. Ui ôi. Sang đi. Ui ôi. 29. Tôi đánh đầu 49 là chỉ còn một quả nữa là kết thúc. Đã. Yeah. Kết thúc các bạn ạ. Tỷ số 15-9. Đánh một hiệp thì em chưa quen tay, em chưa phục anh ạ. Quen cái gì thì phải đánh hai hiệp tôi mới quen tay vào đây. Thua rồi Vinh ơi, không nói nhiều. Rồi tối nay là chúng tôi đã có một nồi lẩu miễn phí cho Vinh trả tiền nha. Tiền thật đấy. Vinh không tuổi gì các bạn. Vinh không phải đen mà Vinh gọi là tồ tè. Có một tồ tè mà tôi lâu không, tôi không đánh ấy. Lâu không lâu đánh. Lâu không đánh ghi này. Ghi tất cả phải 2-1-2 xét thì mai ra còn tôi còn quen tay các bạn ạ. Rồi. Đang đợi sáng tung chai nước lên ra nghịch bóng chuyền một tí quay cho các bạn xem đấy thôi nhá. Ơi, xin chào các bạn.